gian này rất là áp lực, nên là cái không gian mà có gọi là mái tôn hoặc là những cái thạch cao thì sẽ rất là rụng. Đây thì một phần là cửa kính. Thuyền không bên thuyền à, xin kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sóng Âm Thanh nhé. Và hiện tại thì bên em đang ở Vân Canh, ở chỗ Bờ Đầm. Hiện tại thì đang có một cái bộ gia đình sắp ở đây, có sử dụng Samsung SA712 này, cấu hình của Samsung và DBL Cotic. Cấu hình này là sẽ khoảng là trên 70 triệu các bác nhé. Hiện tại thì anh em đang lắp đồ hết rồi, tất cả đồ đều là đập hộp và bảo hành chính hãng. Các bác xem sơ qua thiết bị nhé. Tại thì có đôi Samsung SA712. Dòng này thì bên em cũng đã lên sóng trên YouTube rồi. Ở đây thì có những thiết bị của DBL Cotic. Và có con súp này thì chưa lên sóng với các bác thôi. Samsung SA118. Chắc là trong video sau thì em sẽ lên sóng cái con súp này. Rất là chất. Và các thiết bị cơ bản của chúng ta. Mic DB550 Plus, vang S600 Plus, quản lý nguồn SP10 Plus và một chiếc đẩy D4.12. Thì hai kênh này sẽ đánh hai quả loa Samsung và kênh CD sẽ là chập cầu đánh súp các bác nhé. Hiện tại thì anh em đang setup để anh Tú kỹ thuật bên em, kỹ thuật chính. Còn đây là bình này. Ok, bây giờ chuẩn bị lên sóng cho các bác xem nhé.
áp lực, nên là những cái không gian mà có gọi là mái tôn hoặc là những cái thạch cào thì sẽ rất là dụng. Đây thì một phần là cửa kính. Thử cái chất mic của cái không gian này cho các bác nghe nhé. Đây, nhạc thì nó rất là căng rồi. Đấy, căng nét luôn. Hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm.
hoàn thành xong bộ giàn rồi các bác nhá. Chút nữa thì em sẽ đi dây gọn lại. Mùa thu mưa giăng lá đổ. Các bác có thể trải nghiệm cái chất âm từ cái bộ giàn Samson kết hợp với DBL Acoustic này. Ok, và có vấn đề gì cần tư vấn hay là lắp đặt thiết bị thì các bác cứ liên hệ bên em nhé. Đấy, số điện thoại là 0393551234 hoặc là 0988556011. Sóng âm thanh luôn chào đón tất cả các bác đến với sóng âm thanh nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Mùa thu mây bay gió.